Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Bác, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên xin hứa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tận dụng phát huy tốt nhất mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, lòng biết ơn và tự tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn trọn đời của đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước quê hương. Tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến tâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc của đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó, viết nên những trang sử vàng chói lọi cho nước nhà.